cái đầu đảo qua lăng của chiếc Fuji Canel mà giờ nó hư rồi, nó hư cái gắn ngoài này rồi. Giờ mình lấy mình dế, nó dựa với cái ác luôn, dựa với cái cao su luôn ha. Nó để một canh đùm vô đây, mình sẽ lấy cốt mình xiết nó ra ha, nhỏ nó ra. Vô thì mình sẽ dùng cái cục canh nó bự hơn tí. Đây. Đây, tán. Chỉ nhiều đồ là đủ rồi đó. Bây giờ bắt đầu chúng ta cáo vô nha anh em. Đây, cái cây 10 ly, cây cốt 10 ly này để cái cao su vô. Để vô đây. Mình canh cho nó ngay nha anh em. Đây. Là cái canh ngay mà chúng ta xiết vô thôi. Đâu rồi cái dòng quẩy nữa rồi. Nha anh em, ta chịu rồi chúng ta xiết thôi. Gõ vô vô thấy không, thấy rõ không? Chai à. Còn bên kia